rượu đắng cứ thế nhạt dần, nuốt cho quên hết, cứ như vậy nhé, qua quên rồi đi. Hai, ok, chào anh em, đến với clip mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cách, nói chung là con đệ tử của mình đánh mình, con đệ tử của mình đánh mình nhá, đánh mình tới chết thì thôi. Thì trước khi vào clip thì mình muốn nói một tí, đó là hôm qua mình có up lên một cái clip cách bọn G2 lừa đảo trong game. Clip đó rất là nhiều anh em ủng hộ, tới 40k view lận. Nhưng mình luôn nói luôn ở đây đó là cái clip đó là mình dàn dựng thôi, nick của mình thôi. Đây là hai mã số trên web của mình, mã số 9293 trên web mà mình đã bán rồi. Cái nick thứ hai nha, nick mà mình giao dịch vàng á, đó là dàn dựng thôi. Có những anh em rất, mình nói là vô văn hóa luôn á, cứ bình luận chửi mình lừa đảo vãi, đéo tin được luôn ấy. Thôi kệ, thì clip này mình sẽ chỉ anh em, nói chung là nói rõ cái cách để mà làm sao con đệ tử mình đánh mình cũng không phải là thủ thuật gì đâu. Dù anh em rảnh rảnh thì có thể làm chơi, nói chung là con đệ tử của mình đánh mình. Và đây con đệ tử của mình là con tên là Lê Bằng một OT, anh em có thấy Lê Bằng một OT và mặc cái trang kheo. Ok, đây con đệ tử của mình và nick này đó là của anh Bằng. Đây nick anh Bằng bùng tay các kiểu ha. Ok, mình sẽ hợp thể vô lại, giờ mình sẽ hợp thể lại. Nói chung là thì nói chung anh em có thể làm tất cả các map, còn mình sẽ qua đảo cá mê đi. Nói chung là đảo cá mê nó rất là đẹp, nói chung nhìn nó có cái dừa nè, nhìn phong cảnh khá là đẹp. Thì qua thôi và mình sẽ hướng dẫn cho anh em nha, nói chung là tận tình. Đây bay qua đảo cá mê. Ồ, cái thú VIP luôn, như tranh là đã gia bằng. Và mình sẽ chọn một khu bất kỳ, nói chung là khu này trống trống thôi. Đây chắc là sẽ chọn khu 29. Ok, đây đã qua khu 29 rồi. Thì tiền mình muốn làm cái cách để mà con đệ tử đánh mình á, thì nên tách hợp thể ra. Đây, và điều quan trọng á là anh em phải bật cờ, bật cờ đen mới được chứ, còn không bật cờ đen sao con đệ tử mình đánh được. Ok, mình sẽ bam đệ tử mình. Nói sơ qua thì con mình sẽ bam chết con đệ tử mình, bam gần chết. Khi mà mày em bam vừa bam chết đệ tử, vừa bam chết thì em phải đổi khu liền, đổi mật khẩu chứ anh em, đổi tài khoản nha. Bấm như ấn xuống dòng cuối đổi mật khẩu, ví dụ như thủ thuật ấy. Ok, đổi mật khẩu ngay và anh em vô game lại, đổi mật khẩu ngay nha và vô game lại. Đây và còn 3 giây, đây là mình khúc mình vô rồi, mình đã tua lại nha anh em. Ok, đã vào game rồi thì anh em không được nhúng nhích nha, chắc chắn là không được nhúng nhích. Và anh em này đang ở khu không khu một đấy, tại vì vừa vô game đây. Và anh em không được nhúng nhích nha, đặc biệt là anh em không được nhúng nhích. Và anh bật cờ đen lên, anh em đợi tầm 1 phút. Tại sao đợi tầm 1 phút? Tại vì anh em vừa bên chết con đệ tử của mình, nếu mà anh em qua khu 29 nó sẽ không được, không làm được đâu. Và anh em đợi con đệ tử mình nó hồi chết hồi sinh dậy, nhưng mà nó không nhúng nhích, tại vì mình không nhúng nhích nha. Thì anh em đổi khu 29, anh em đợi tầm 1 phút hoặc là 40 giây, khi nào con đệ tử nó hồi sinh dậy không thì anh em đổi qua khu 29, là khu nãy mình vừa bên chết đệ tử mình, là anh em qua bản thì chắc chắn con đệ tử mình nó sẽ bem mình, chắc chắn là bem với mình mới chết luôn, trưởng đấm các kiểu. Ok, và không tin thì em có thể làm giống mình, có thể được. Mình thì làm được ấy, mình mà chắc là hên lần này hên một hay là anh em, có khi mình làm 3-4 lần cũng không được nữa, nhưng mà hôm nay tự nhiên bật clip làm được. Ok, và mình đã qua khu 29 rồi. Đây anh em có thấy con đệ tử mình Lê Bằng ở T đây, quay mình đây anh em có thấy rất là êm. Đây còn ốc của em nó. Ok bà thấy không, em thấy không, mình đã làm được rồi, thủ thuật đã thành công. Ok, và anh em nếu mà em thích clip này thì hãy nhớ đăng ký kênh và share giúp mình nha. Nói chung là clip này không phải là thủ thuật, mình không có nói là thủ thuật gì hết, chỉ là cái mẹo ngoặt để cho anh em biết thôi. Nói chung là buồn buồn thì lấy con đệ tử ra cho bé mình chơi vậy đó. Đây Lê Bằng OT trưởng. Con đệ tử mình bé mình đây, phải bật đen lên rồi. Nói chung là em nhớ cái ấy chưa, phải làm đúng theo lời mình nói. Nói chung là khá là dễ, nhưng mà không phải là dễ làm đâu. Mình làm có khi là 5-6 lần được, bây giờ clip mình làm 5-6 lần mới được đấy, chứ không phải dễ dàng gì đâu. Nhưng mà sẽ không bị em chết ra đâu, cho nó bị mình. Em thấy hay không? Ok. Cảm ơn em đã xem clip mình, và hẹn nè anh em ở một clip sau nha. Thì clip này mình nghĩ khá là hay đấy, nhìn khá là vui. Đệ tử của mình bên mình. Nói chung là mình cũng đã xem rất là nhiều clip trên mạng rồi, cũng có những người đã làm được như vậy thì mình đã làm theo thôi, nhưng mà mình đây là cách riêng của mình thôi, mình đã tìm được sao. Ok, cảm ơn em đã xem clip mình, hẹn gặp em ở clip sau.